Ngày 10 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận thường niên về cảnh sát Liên Hợp Quốc tập trung vào chủ đề đóng góp của lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc đối với chương trình phụ nữ, hòa bình, an ninh. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean Pierre Laros, người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abay, Unisfa, Violet Lusala, và người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali, Minusma, Patricia Bogani đã thông tin tới các nước thành viên Hội đồng Bảo an về tiến độ thực hiện sáng kiến hành động vì gìn giữ hòa bình và đóng góp của lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các ưu tiên của sáng kiến này và củng cố hiệu quả hoạt động của các phái bộ. Cho biết, gần đây, Ban Tư ký Liên Hợp Quốc đã phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm thành lực lượng liên cơ quan về hoạt động cảnh sát nhằm tăng cường nỗ lực chung của hệ thống Liên Hợp Quốc. Hai đại diện đứng đầu lực lượng cảnh sát của các phái bộ UNISFA tại AB và Minusca tại Mali cũng nêu bật vai trò của nữ cảnh sát Liên Hợp Quốc nói riêng và nữ nhân viên gìn giữ hòa bình nói chung được xem là có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình thông qua khả năng xây dựng lòng tin, kết nối với cộng đồng địa phương, bảo vệ thường dân chống bạo lực giới và lạm dụng tình dục. Đại sứ đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho rằng, hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là một công cụ quan trọng trong duy trì hòa bình an ninh quốc tế. Trong hơn 60 năm hoạt động, cảnh sát đã có nỗ lực to lớn thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường năng lực và hợp tác chặt chẽ với các cấu phần dân sự, quân sự của phái bộ trong bối cảnh thách thức ngày càng gia tăng. Đại sứ cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các sáng kiến về gìn giữ hòa bình, trong đó chú trọng sự tham gia của phụ nữ.